Hello, chào mừng các bạn đã đến với VV Channel. Và các bạn ơi, các bạn biết hôm nay mình sẽ nói về điều gì không? Mình đi xem Ngày xưa, bé có một sân chơi và có một vạn tiên cười. Bé có một sân chơi và có phải được thần tiên. Bé có một sân chơi và có một vạn tiên cười. Bé có một sân chơi và có bao điều thần tiên. Oh my god, các bạn thấy không? Ngày xưa là một trong những chương trình mà mình xem từ rất là lâu rồi. Mình biết lúc đó là không phải là lâu đến mức mà mình chưa sinh ra đời đâu. Nhưng mà ý là lúc đó mình còn khá là nhỏ. Nhớ lúc đó là mình mới được xem YouTube ở trên máy tính. Máy tính thì phải, đúng rồi, ở trên máy tính thì xưa có cái gì mà Khởi My nè, cái lại Kim Sinh Khánh này, giống cái gì học đường gì các bạn biết không? Mình sẽ để cái thuật như thế này xem. Đó, thì mình còn có xem chị Đông Quỳnh. Mình xem ngày xưa của các bác với lại các cô chú anh chị đóng trong đó. Mình xem rất là nhiều vở. Vở mà Khoai lang chim không phải. Ý là trong cái vở đó nó có cái tên gì đó. Cái gì khoai lang, không phải khoai lang. Ở khoai lang luôn đó. Cái chút chè nè, bữa tuyết nè, nè tiếng cá nè, công chúa lọ len, này có cái chú chuột, chú chuột bạch hả? Không phải chuột bạch, nói chung là một chú chuột màu trắng rất là dễ thương do bác Thạch Ngọc giữ vai đó, siêu dễ thương luôn. Hoàng tử Ai Cập, nàng Bạch Tuyết, cái vở nàng Bạch Tuyết đó là có rất là nhiều vở trong đó luôn. Còn tấm cá nữa, đúng rồi, trong cái vở Bạch Tuyết đó là có tấm cá nè, có lọ lem nè, có cô bé Hoàng Khăn Đỏ, đúng rồi, là các bạn biết là mình là phong cách cỡ nào của ngày xưa rồi. Mình biết rất là nhiều cô chú, mình không mỗi nhiều cô chú ở trong đó luôn. Mình đã săn vé từ 2 năm trước, nhưng mà 2 năm trước mình đã bị chật vé, xong rồi năm nay mình đã mua được vé rồi các bạn ơi. Và mình mua được tới không? 6 vé, đúng rồi, mình mua được 6 vé cho mình nè, với lại cho những người bạn gia đình của mình. Thế là các bạn biết là khi mình bước vào á, cảm xúc của nó vẫn rất là bất ngờ, cảm thấy rất là hứng thú khi mà dãy ghế ngồi rất là dài, rất là rộng luôn. Nhưng mà hôm đó thì mình đi hơi trễ, là mình đi trước đó khoảng có 5 phút thôi. Là khi bước vào, bất ngờ đầu tiên đó chính là bước vào là đông nghẹt thôi. Dù là cho trẻ em nhưng mà hầu hết cũng là các anh chị, các cô chú đã lớn rồi. Thì mọi người biết là tại vì số này là số 34 thì phải. 34 rồi là đã rất là nhiều số, chứ rồi là 34 năm. Cái màn khi mình bắt đầu vừa mở ra để vở kịch bắt đầu là hú hét vỗ tay. Rồi mình hòa vào trong câu chuyện liền luôn. Rồi lúc đó là chỉ có vui. Hồi đó mình vui, mình gọi là phấn khích rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì hai bên mình là còn có hai đứa bạn mình nữa. Khi mà tụi mình ngồi coi, tụi mình nắm tay nhau chặt như này, rồi tụi mình cứ hú hét và rất đỉnh cao. Và nếu tụi mình có quay một cái đoạn video clip, các bạn biết mà mọi người hay đi concert đúng không? Mọi người quay clip này trước khi mà concert diễn ra, đoạn Glass Eye mình cũng có quay lại như vậy, nhưng mà mình quay theo một kiểu khác là trong ngày xưa thì bạn thích ai nhất, và sau đó mình sẽ hỏi lại lần nữa sau khi mà hết vở kịch rồi. Mình sẽ hỏi lại lần nữa, trong ngày xưa bạn thích ai nhất, và xem hai người bạn của mình và cũng như mình trả lời như thế nào.